Độc lạ, chuyện tình đôi đũa lệch. Cô ơi em yêu cô. Một người phụ nữ sau khi đã mất chồng còn phải chăm lo cho hai người con. Và khi anh thanh niên này nhiều lần tới lui mua đồ thì thấy được sự khó khăn. Mới đầu là mua đồ chỉ vì ủng hộ để hỗ trợ cho người phụ nữ này có đồng ra đồng vào để lo cho hai người con của mình. Tuy nhiên dần dần thì bắt đầu nảy sinh ra tình yêu. Nhưng người đầu tiên ngỏ ý lại chính là người phụ nữ này nảy sinh tình yêu với em trai cũng như là chàng thanh niên này. Và cuối cùng thì hai người cũng đã đến với nhau và sống cùng dưới mái nhà. Chàng thanh niên này cứ tưởng rằng sẽ che chở và lo lắng được cho người phụ nữ, nhưng gặp phải một sự cố dẫn đến đi đứng không được nữa. Và người phụ nữ này lại là người chăm sóc lo lắng cho chàng thanh niên này. Dạ, để tìm hiểu về tình yêu đôi đũa lệch và cái sự khó khăn của hai vợ chồng này là như thế nào, thì ngay bây giờ Ngô xin mời quý vị khán giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt ở gần ngã bảy của tỉnh Hậu Giang đó quý vị khán giả. Tại nơi đây thì có hai vợ chồng, người vợ là U60 cùng với người chồng là U40 đang cùng chung sống dưới một mái nhà. Dạ rồi, để tìm hiểu về câu chuyện cũng như là cái tình yêu và cái sự khó khăn mà hai vợ chồng này đang gặp là gì, thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn mình vào bên trong nhà để hỏi thăm gia đình nha. Chị ơi, em chào chị. Dạ em mới lại cái này là em được nghe bà con giới thiệu á, là ở đây là gia đình mà người chị vợ là U60, người chồng là U40 á chị. Là đúng không? Dạ đúng. Ở đây ha. Dạ. Anh ra đây cho hỏi thăm xíu anh. Dạ. Rồi chị bây giờ có tật từ nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Dạ. Chị? À đây xích hai vợ chồng đứng gần gần lại cho hỏi thăm coi. Là anh là U bao nhiêu? U40. U40 hả? Còn chị? Dạ 60. À như vậy là khán giả cũng như là quý mạnh thường quân giới thiệu là đúng rồi ha. Rồi cho hỏi thăm coi rồi sao gặp được người yêu vậy? Đó thì bà bán tiệm tập quá, rồi bà có bán rượu đồ này kia, đi qua mua rồi phải chắc phải có bỏ đường hay gì á. là quá là chị, rồi về sao dính luôn. Chị cho em hỏi thăm nè, là ai là người chủ động giống như là tìm đối phương trước? Tôi. Chị hả? Dạ. Là hồi đó là sao chị địa ổng vậy? Thấy còn trẻ. Thấy còn trẻ hả? Vậy là hồi xưa ổng đẹp trai lắm hả? Trai. Chị cho em hỏi thăm nè. Rồi làm sao mà chị là hơi cứng rồi. U60 rồi mà sao mà vớt được ổng trẻ đẹp trai mà thanh niên nữa? Mình mở màu trước. Mình mở bài trước hả? Nó chơi chứ ngày hôm nay á, mấy anh em nè là được sự giới thiệu của bà con. À, được biết á, là anh với chị á, là hiện tại á, là đang gặp khó khăn. Dạ. Cho nên là ngày hôm nay mấy anh em mới tìm đến đây. Dạ. Thì bây giờ cho mấy anh em xin phép được ghi hình. Dạ. Và mình ngồi trò chuyện để em hỏi thăm về hoàn cảnh cũng như là cái cuộc sống của gia đình mình. Dạ. Ha? Dạ. Dạ. Vậy em xin phép ha. Dạ. Dạ. Như vậy là chị là U60. Dạ. Còn anh là U40. Dạ. Chàng ơi, chị cho em hỏi thăm nè. Ngày xưa như thế nào mà hai vợ chồng mình hữu duyên gặp nhau ta? Nè, cũng là đó, nói chung ra qua bán quán, bán tiệm đó, rồi xuống mua rượu, mua này kia đó, rồi... Bán quán nha, bán giống như là bán tiệm tạp hóa đó, nhỏ đó nha. Dạ. Rồi ảnh tới lui hoài. Tới lui mua hoài, rồi dính. Là hồi xưa là, chị cho em hỏi thăm coi là hồi xưa là chị cua ảnh hay là ảnh cua chị? Mình lớn tuổi cua ổng. Là lúc đầu chị nói làm sao? Nói giờ tôi chồng tôi mất rồi, giờ thôi ông chưa có vợ nữa, thôi chủ với ông kết nghĩa đi. Kết nghĩa đi. Rồi tôi bán rượu nè. Tôi bán rượu thích ngủ. Anh cho hỏi thăm nè. Rồi anh ngày trước á cũng như là
còn là giống như là thanh niên đó, rồi sao tự nhiên ưng chỉ luôn vậy, có một câu một ngon lành luôn vậy? Được, thấy bà đơn chiếc rồi này kia thì thấy công nghiệp thì chỉ mình bỏ không làm. Là lúc đầu là tình thương hay là tình yêu? Tình thương. Lúc đầu là tình thương nha. Rồi khoảng bao lâu vậy là mới chuyển qua thành tình yêu? Cũng lâu à, cũng năm mấy hay năm à. Năm mấy hay năm mới dám đến là tình yêu đấy ha. Rồi lúc đó là ai nói yêu ai? Lúc bắt đầu rồi đó, bắt đầu thành rồi đó. Ừ, gì vậy? Mới hỏi bà có thương tôi không? Anh hỏi luôn. Rồi chị nói sao? Phải nói gì cũng thương. Rồi những người hai người thương thì bắt tay làm ăn không? Nhưng mà anh cho em hỏi thăm nè. Rồi mình biết là chỉ giống như là cực khổ nè, rồi khó khăn nè, rồi cái anh vô như vậy là anh phải nuôi chỉ đó, rồi anh chấp nhận luôn hả? Thấy hoàn cảnh vậy rồi mình bỏ không đành thôi, mình cũng chấp nhận, mình gánh giác được tiếp. Lúc đó là anh có người giống như là bạn nữ nào kè kè sau lưng không? Không. Có không? Có gì vậy? Không. Hay là thấy bà ngồi đây không dám nói. Lúc trước kìa, lúc mà còn tới lui đó. Tới lui đó. Là lúc đó là anh có thủ hai ba bạn nữ sau lưng không? Không. Không có người nào chứ. Mà trước giờ là anh có bạn nữ nào mà giống như là trên 5-2 năm không? Có. Rồi. Cũng không có duyên. Không có duyên. Không có duyên với mấy người lớn rồi tao bả bán rượu ghét thì có duyên với bả luôn. Cái hồi đó má của bả đó ổng á là với nhỏ em mấy em cha em của ổng đó là kêu ổng đi cưới vợ đi. Thì thấy quen tôi đó rồi đi cưới vợ đi rồi ngày ra thay bằng bỏ tôi. Ông này đâu có chịu, ông nói nhưng mà cưới vợ xong là ổng bỏ nhà ông đi, ông không chịu. Là nhất định là không nghe lời mẹ luôn và không nghe lời gia đình luôn, là một mực là đi theo cô gái này mới được. Nhưng mà lúc đó sao mà chị giống như là có bán đường hay gì mà sao mà ảnh mê đường quá vậy ta? Chị mình bán thật quá nhỏ nhỏ đó, cốc á, cái ảnh mê đường ha, bỏ đường cho rượu. Hỏi thăm nè, như vậy là đồng ý là chị là người giống như là ngỏ ý với anh trước, nhưng mà khi mà anh quyết định rồi á, rồi lúc đó mà mình thành rồi đó, giống như là thành công rồi, có được bà chủ tiệm tạp hóa rồi đó, rồi có ăn mừng gì không? Cũng có. Là bữa đó sao anh? Bây giờ ta... cái bữa mà bà đồng ý đó, cái bữa mà anh ngỏ lời bà đồng ý đó, rồi bữa đó trong lòng anh sao? Vui mừng rồi này kia ôm hôn hả? Là mừng ẩm bả lên luôn không? Ẩm luôn. Là lúc đó anh có chạy đi vòng vòng sớm anh khoe không? Không. Nhưng mà anh cũng hơi khoe với bạn chứ, chắc có khoe với bạn chứ. Bạn bè gì cũng có chứ. Rồi có khoe không? Có. Là bữa đó anh lại bạn anh nói sao? Bữa nay tôi vớt được bà chủ quán rồi, anh nói làm sao? Thầy mày về được cái bà chủ quán này gì ngon rồi. Khỏi tốn tiền mua bánh trái hả? Về có con nhờ luôn. Về là có con nhờ luôn hả? Chị, vậy khi mà chị giống như là cũng hơi là cứng cứng đó, rồi có chồng đẹp trai vậy nè, rồi trẻ nữa, rồi ảnh đi làm tối ngày rồi chị gầu không? Gầu chết. Thì gầu vụ gì? Gầu chứ mà sợ mất chồng. Sợ mất hả? Ừ. Là lúc đó là chị có giống như là cho ảnh đi không hay là đi theo kè kè? Không, rồi ổng đi mình ở nhà mình bán tiệm. Rồi ví dụ như ổng ra ngoài rồi ổng vô quán phê rồi sao? Đi mình chút điện, chút điện. Chút điện vậy hả? Ừ. Là điện hoài luôn hả? Điện hoài. Điện hoài ha. Điện cái đầu nghe rồi gửi anh đang trong quán phê rồi sao?
Rồi quán khoai nghe thì dễ dãi à. Anh dậy ngồi bụi rồi sao? Trang ơi, là mấy giống như là những người bạn của chị đó mà đồng tuổi với chị đó, có nói chị là giống như là có phước mà có chồng trẻ là đẹp trai được không? Có. Nói sao mày hay quá vậy? Mày sao mà mày được cái thằng đó ưng mày mà con trai ta ơi mày đứng lên sao mày hay quá vậy? Tao nói tao ngu quá. Rồi có hỏi cái bài của chị không? Có, nó hỏi mày sao mày buồn hay quá mày chỉ tao cái coi, tao chưa có chồng nhỏ bạn bên sông á. Ừ. Tao nói thì mày ăn thua mày lời mày nói. Ừ. Chứ tao đâu biết gì tao chỉ mày. Là anh với chị là mình về chung một mấy nhà là được bao nhiêu năm rồi? Cũng cả chục năm, chục hai năm gì rồi ạ. Cũng cả chục năm rồi. Cũng cả chục năm rồi ha. Dạ. Mà giống như là khó khăn vậy là cũng cả chục năm luôn vậy đó. Khó khăn vậy đó, bụng nhào bọc với nhau rồi sống. Chàng ơi chàng. Coi rồi anh phải đi làm lo cho chị gì đó. Rồi chứ không đó là ông còn cái giờ thì không tôi không có đi mặn. Ừ. Còn ổng thì ổng gãy giờ rồi tôi mới đi mặn nuôi lại. À. Là có nghĩa là lúc đầu là ảnh về nhà ảnh sống cùng với chị là ảnh lo cho chị hết luôn. Lo hết. Cưng lắm hả ta? Cưng lắm. Chàng ơi. Ừ. Chỉ ở nhà nấu cơm cho ổng ăn thôi, ổng đi mặn. À. Rồi tối ổng đi xôi ốc. Sao anh cho em hỏi thăm là sao anh đẹp trai nè mà trẻ tuổi nữa nè. Có nhóc cơ hội luôn mà tự nhiên lựa chị gái bà chủ này vậy? Vì cái này chắc cái duyên cái nợ cái gì á. Duyên nợ hả? Theo anh Đậu là duyên nợ hả? Cái duyên nợ với đó gì nữ gì cũng bao đứa. Ừ. Mà không có thành. Không thành ai hết trơn. Mà anh không chịu ai hết trơn. À, cũng không quen bạn bè đồ uống cà phê đồ gì đó ha. Ừ. Mà không chịu. Không chịu. Ngộ vậy ta? Bà này về theo người dính luôn. Mà hồi xưa chỉ cũng cứng cứng rồi, cứng hơn anh rồi đâu có đẹp bằng bạn anh đâu, sao anh lựa hay vậy ta? Thấy làm sao mà lựa vậy? Chắc cái này cái duyên nợ hay gì á. Che mắt là không thấy nữa. Che mắt hết thấy vậy. em nghĩ rằng chắc anh là thích ngọt. Hết ngọt cho nên là bà chủ này bà kinh nghiệm dày dặn rồi. Bà ngủ đường hay gì á. Ừ. Hình như là khiếm khuyết là ngay từ bé hả ta? Hay là sau này mới... Nhưng bé hồi mẹ đẻ ra. Ừ. Rồi đẻ ra rồi bị bệnh đó. Ừ. Rồi qua cái gút gần giò luôn. Giò cao giò thấp luôn. Còn anh là sao mà... Mà cũng giống như là dùng giống như là khiếm khuyết luôn. Về đi cũng đi làm hồ. Ừ. Rồi về tăng ca về đi đêm á. Không thấy đường. Rồi không thấy đường rồi xe bị không có tối rồi đâu có biết ai đâu. Coi như là anh đi làm hồ nhưng mà tăng ca về đêm. Dạ. Rồi cái là giống như là không có nhìn thấy rõ đường đi. Dạ. Cho nên là gặp một cái sự cố giao thông. Rồi người ta chạy người ta bỏ luôn. Rồi người ta bỏ luôn. Rồi anh cũng không có nhìn thấy là ai luôn hả? Không biết ai nữa. Chết xỉu luôn. Hai cái giò bẻ như hai giò ớt vậy nè. Ừ. Đẩy hai cái giò nó bẻ như vậy gì nè. Như giò ớt vậy á. Ừ. Rồi người ta điện công an lại công an chở đi bệnh viện. Ừ. Chứ đâu có ai nhân nhà đâu hay. Đi mặn về đi mà đâu có hay. Rồi lúc đó là anh giống như là không còn biết gì luôn hả? Không có biết gì luôn. Chàng ơi chàng. Rồi giờ mình cũng đâu biết ai đâu. Rồi sao nó ảnh hưởng tới là bây giờ là khiếm khuyết luôn vậy? Là bây giờ hiện tại là anh đang gặp cái tình trạng gì mà anh lại phải dùng gậy? Dùng gậy để đi. Chân anh sao? Mổ rồi về đi. Bây giờ không có tiền lấy ra đó. Rồi nó chịch. Chịch nóc cái đó chẳng. Vậy là chân anh là chân binh phải nha. Dạ. Là bây giờ là cặp inox ở trong đó. Cặp inox. Rồi đi nó chịch bên đó. Rồi nó chưa phục hồi sao mà bây giờ là đi không được luôn anh. Vậy rồi đâu có chuyện gì rồi kia rồi đi ra ngoài bờ á. Bắt mà nóng. Ừ. Là lúc đó là đi bình thường. Đi bình thường về lúc đó đi bình thường là đi bắt mấy ngốc về lễ khô ăn đó. Ừ. Rồi đi với chịch
Nó chẹo qua bên. Rồi bây giờ là bao lâu rồi anh? Hồi mùa dịch tới giờ. Hai năm mấy rồi? Hai năm mấy, ba năm rồi. Dạ. Là anh để gì thinh vậy luôn à? Không có tiền đâu đi mổ. Đâu có tiền. Hả? Không có tiền đi mổ. Không còn tiền luôn hả? Không có một bạc nào, mổ mổ giờ quét bảy tôi bây giờ đi mổ ốc nuôi ổng lại. là cho em hỏi thăm nè, vì giống như là hiện tại là anh với chị là làm cái công việc gì để kiếm tiền hàng ngày? Đi mổ ốc. Đi mổ ốc hả? Rồi chị thì cũng lớn tuổi rồi, giống như là đi đứng không có giống như là được như người ta đó. Rồi làm sao mà đi là bắt ốc được? Đi bò xuống rồi mò rồi cái bò lên. Chủ nhà bắt được rồi chủ nhà còn cừ nữa, chủ nhà cho đi luôn. À, là bò không hả? Bò chứ leo lên đâu nổi. Ừ. Rồi thấy cái thao lên trước. Rồi bò leo lên. Leo lên rồi đi qua mương khác thì bò xuống. Bò xuống rồi là bắt ốc gì là ngày kiếm được nhiêu? 70-80%. 70-80% mà có điều điều không, hay là bữa có trời, bữa thấp? Trời mưa thì không dám đi. Ừ. Sợ mất cúng với mưa. Trời nắng mới dám đi. Là bò không vậy? Rồi thí dụ như nước sâu rồi sao chị bơi? Nước mương nào mà cạn thì mới xuống, chứ sâu mà mò không đâu tới. Ừ. Chàng ơi chàng, coi như là bà hứa bắt tôi quá cừ luôn đó. Nói chung là ở đây là cho ở đậu đó, không có đất đai chứ. Là ngôi nhà này là mình ở đậu hả chị? Ông bên chồng mày, ông đại chồng cho được cái nền nhà nè. À, cha chồng cho ở nhờ được cái nền nhà. Dạ. Ừ. Nhưng mà chắc không đòi lại đâu. Ở nhà ở thôi chứ họ không biết, chưa có mặt giấy chắc nghe cho luôn, không có. Thì cho ở nhưng mà đừng bán là được rồi, đưa giấy cho chị bán thì sao? Đúng rồi. Nghèo khổ quá ăn à. Như vậy là bây giờ là cho em hỏi thăm nè, bây giờ trong nhà là mấy bữa nay là có bắt ốc không? Tính ngại thì em nhỏ em chồng nhỏ đó nó điện về đi, mấy không đi đó, thay đồ rồi. Rồi nó đứng đi bắt ốc nữa hả? Rồi chú xuống không bắt tử rồi mà, con không có xui nhà đâu. Gà ngủ kiếm tôi ngoài. Là bữa trước có bắt không? Có. Là được nhiêu? Được 2 kg. Là mấy chục ngàn? Được 8 mấy ngàn. 8 mấy ngàn. Rồi bữa nay thì không có. Bữa nay không có ngàn nào chứ. Có bữa nào đi bắt mà đi nguyên ngày không có ốc không? Cũng có, nước lớn này rồi thôi gì á. Thấy gà gì rồi đó. Là người ta đâu phải không muốn mò. Như vậy bây giờ cho em hỏi thăm là trong nhà còn gạo không? Hết gạo nấu cháo ăn đó. Nhưng còn cá bóng người ta cho. Cá bóng hôm qua cho, nhỏ kia nó cho đó. Không còn gạo ăn cháo luôn rồi. Ăn cháo. Chàng ơi chàng. Rồi cho em hỏi thăm nè, nếu mà chân của anh như vậy đó, bây giờ đi chữa lại là tốn khoảng bao nhiêu tiền? Không biết nữa, không có bảo hiểm, không biết nữa. Mổ còn sắp đợi. Ừ. Thấy không? Với nó chịt bên gì? Chẹo qua, chẹo. Đi đâu được, vì phải giờ mà mổ, mình sắp đợi ngay về mình đi mới được. Ừ. Bây giờ mình đâu có tiền đâu, mình mổ. Nói chung là vì cũng chỉ vì không tiền. Dạ. Cho nên là bây giờ là anh đành chịu như vậy luôn. Mấy năm nay rồi đó. Nhưng mà sao chịu nổi anh, nó đau sao chịu nổi? Uống thuốc nhất không á? Đã uống nhất rồi mình cũng ghé chịu chứ sao, giờ bây giờ mình có tiền bạc đau thì mình cũng dám nợ ôm chịu. Gán chịu luôn. Chú tin không, chống gậy lên đầu đất lăn lứ ăn, đứa đi mò ốc, đứa nó ổng thì lăn lứ việc kiếm cá ăn. Mà ổng vậy sao ổng đi nổi? Chống gậy. Nhưng mà nó cũng đau lắm. Đau thì gán chịu, đứa nào cũng phải nhất, tôi cũng nhất, tôi cũng gán mò đi mò ốc chứ không mò thế thì sao? Chàng ơi chàng. Tôi bưng đầu ốc từ trên đầu đất về thôi, hỏi ở trong miếng xóm tôi nghĩ đâu có chục lần nó mới về nhà. Ừ. Mệt thì ngồi xuống. Thì anh cho em hỏi thăm nè, khi mà mình đã giống như là lựa chọn một người phụ nữ này nè, là làm vợ cũng như là làm người bạn cùng đi với mình á, trong suốt những cái quãng đời sau này á, nhưng mà bây giờ tự nhiên mình gặp một cái sự cố như vậy nè, mình không làm được nữa, mà bây giờ phải để cho người phụ nữ cũng như là người vợ của mình á, lặn lội đi bắt từng con ốc khó khăn như vậy đó để nuôi mình á, rồi lúc anh ở nhà như vậy nè, trong lòng anh cảm thấy như thế nào? Trời, trong lòng nó bực bội lắm, mình đi không được rồi gì đấy, vợ con mà đi bắt từ con ốc gì đó rồi mình thoát ruột rồi mình nấu cũng lâu có được đâu. Chứ đi không được cũng tức dữ lắm. Vì sao? Nhất vì vợ cũng nhất nha, người em mà ôm chịu thôi. Có khi nào anh nhìn cái cảnh mà vợ bò để mà giống như là đi xuống mương không được đó, phải bò đó để bắt ốc đó,
Rồi anh nhìn thấy cảnh nó mạnh rơi nước mắt không? Có chứ. Là bữa đó sao anh kể em nghe coi. Nghĩ đó rồi giờ mình gì mạnh khỏe gì nó đỡ. Bây giờ mình vậy gặp cái vợ con mình làm cái đó mình đó mình buồn bực dữ lắm. Bây giờ mình nói ra gì cũng đâu có ai biết mình thương vợ đâu. Mình ôm mình chịu thôi chứ. Có ai nói giống như là do chân anh vậy đó, rồi anh chỉ ở nhà thôi, còn vợ thì đi bắt ốc nuôi anh á. Có ai nói anh giống như là không siêng làm không? Để vợ làm nuôi không? Ở đây ai cũng biết. Tại nói chung là gì? Giống như bà con ở xa người ta không biết á. Người ta giống như những người không biết á, người ta nói á. Có không? Không. Chưa ha. Vì người ta cũng biết hoàn cảnh của mình nữa. Chứ còn đó gì mình còn mạnh khỏe thì về đi mầm chỗ này chỗ kia đó, người ta cũng thấy cũng biết. Rồi mình về bây giờ bị chị đó, thì người ta cũng hoàn cảnh người ta cũng kia người về lo lắng rồi người thấy vợ con mình vậy đó. Người ta cũng thương. Vừa bây giờ là trong nhà không còn ký gạo nữa luôn hả chị? Chưa, nấu cháo không? Thiệt không? Hồi nãy bưng nồi cháo rồi. Nồi cháo thì thấy rồi đó mà gạo kìa. Hết rồi, hết quả gạo nấu cơm ăn rồi. Vậy chút nữa chị em mình vô trong bếp kiếm gạo nha. Ừ. Kiếm gạo là sẽ 40 kg gạo nha. Trời ơi, mới điện nhỏ em chồng trên Cần Thơ kìa. Mới điện nhỏ em chồng trên Thơ trên nhỏ thứ 7 em cho xin 10 kg gạo. Trời ơi, là nhà này là hai vợ chồng sống trong cái nhà này là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi hả? Anh? Dạ. Rồi sao mà em thấy chăn sao đồ nhiều quá vậy? Đấy, bây giờ nó một cái trên thì bây giờ mình mặn không được rồi bị gãy giò á, mà không được rồi không có tiền mà sửa. Ừ. Rồi chăn sao đồ quá trời rồi để đại luôn như rồi mưa chắc lấy thau hứng. Hai vợ chồng hứng. Ừ. Chứ không ngủ thì ngủ rồi. Ừ. Chàng ơi, rồi ở đây là tủ rồi cũng gãy cửa rồi hết rồi. Dạ. Thương quá vậy. Đâu rồi ngoài sao đâu em coi coi. Là cái này là cái bếp đó hả? Cái bếp rồi ngủ đây luôn. Rồi cái tủ lạnh ai mua hồi nào mà đẹp quá vậy? Con gái hồi còn có chồng á, chưa có chồng á. Đi mà công ty nó trả tiền góp á. Ừ. Rồi mua tới giờ đó. Rồi hai chồng ở trong cái bếp này vậy đó ha. Hai chồng bếp ở trong nhà trọ vậy đó. Đâu đâu gạo đựng đâu đâu em vô em coi coi có gạo không. Trời ơi. Gạo đây hả? Gạo đây. Rồi đựng trong cái xô này vậy đó hả? Ôi giời. Gạo đựng để nấu cơm ăn mà sao không kiếm cái xô mới mới. Không có tiền mua. Người ta chỉ, nhỏ em mới cho không dài đó. Rồi đâu còn gạo đâu lấy nắp đậy chi vậy? Thì đậy lại xong. Cháo nè. Rồi cháo này là ở nay hai chồng ăn đó hả? Hai cháo ăn đó. Rồi đồ ăn. Chị cái chảo khô khô. Chảo khô khô hả? Chảo khô khô cá bóng. Đây. Hàng ơi, cá bóng này thấy cũng ngon quá hả? À, cá bóng sao cho được mắt. Người ta cho mình thấy mình khổ nữa chứ. Người khổ người ta cho chứ nha. Ừ, cá bóng này ở đây chắc người ta đặt lợp cá bóng nhiều hả chị ha? Đóng đáy. Đóng đáy hả? Ờ. Ừ. Hàng ơi, hai chồng ở vậy đó. Hết gạo thiệt quý vị nhá, ngon đi vô mà hết gạo thiệt thì cái xô đựng gạo nữa quý nhá. Không còn hộp gạo cũng lấy nắp đậy lại nữa. Chàng ơi chàng. Rồi nồi cháo đây ha. Ừ. Đây cũng có nồi cháo sẵn luôn nữa quý vị nhá. À, có nghĩa là chị nói là những lời nói là đều là thật lòng hết trơn đó quý vị nhá. Ừ, cắt đi chị. Vậy rồi, thôi bây giờ mình lên chảnh trò chuyện tiếp ha chị ha. Dạ. Anh cho hỏi thăm nè. Nếu như mà có được một ước mơ đó, thì anh sẽ ước mơ điều gì? Ước mơ yêu cầu được cô bà con của bác đồ hỗ trợ cho mình được mới tiền mới gì đó mình đi chữa cái giò để cho mạnh khỏe rồi mà nuôi vợ nuôi con để vợ con khổ tội nghiệp quá. Có nghĩa là anh ước mơ có được một ít tiền để chạy chữa cái chân cho có sức khỏe để đi làm lại hả? Dạ.
sao anh không ước mơ có tiền để hai vợ chồng sống mà tự nhiên ước mơ có cái chân, sửa cái chân là được rồi. Gì nói chung ra gì mình sửa cái chân lại lẫn mình đi mặn, tự bằng tay mình đi mặn kiếm tiền đồ này khi nuôi vợ nuôi con, chứ mình không có ước mơ gì nhiều, không dám xin nhiều. Không dám. Chàng đó, quý quá ha. Cho cái giò làm cái giò nó mạnh khỏe lại được rồi. Ừ. Từ từ mình đi mặn rồi kiếm tiền lại xây dựng lại. Còn chị, ảnh ước mơ gì đó rồi chị sao đây? Tôi cũng ước mơ là trong ngoài nước mà có tiền, xin số tiền đủ mổ như giò của ông chồng tôi được rồi, khỏi không có xin gì nữa hết. Ừ. Chỉ cần hai vợ chồng chỉ cần một chút kinh phí để chạy chữa chân cho chồng là xong rồi ha. Dạ. Chứ không có xin tiền, không xin gì hết. Không xin gì hết. Không cần gì hết hả? Chỉ mỗi khi sắp được cái giò được thôi. Chàng ơi, chàng. Ừ. Nói chung cũng thương anh ha. À, tự nhiên giống như là gặp phải một cái sự cố như vậy là bắt đầu là nhà hết tiền luôn ha anh. Dạ. Ở bằng tháng không á? Không có tiền luôn. Là mất đi mượn người ta chạy vay mượn để lo cho anh hả chị? Ở bằng tháng không chứ nhà nghèo gì đâu có tiền đâu. Rồi bây giờ còn thiếu không? Còn thiếu chứ trời ơi. Ý mà nhà bệnh viện cho mười mấy triệu á. Mà bây giờ thiếu nhiều không? Nhiều. Thiếu một ngày là phải trả bao nhiêu? Một tháng đóng tiền lời là 250.000 đó. Một tháng là đóng tiền lời 250.000. Chàng ơi chàng. Vậy là thiếu chắc chừng 4-5 triệu chứ gì? Rồi đóng có 9 triệu gì đó, mười mấy triệu đó, 17 triệu á. Mười mấy triệu ha. Dạ. Tôi hỏi chú, bây giờ mình không có đục đất của chim, đâu ai dám cho nhiều. Mình thấy bị đụng xe nè, rồi bắt đầu mới chạy về hỏi người ta, thấy thương người ta, thấy tội nghiệp người ta mới cho mượn tiền làm bệnh viện. Rồi về bệnh viện người ta lúc đâu về rồi xuất viện gì đâu có cho anh mượn tiền nữa. Rồi mò ốc một cú ăn hàng ngày. Trời ơi thương quá thằng. Anh cho em hỏi thăm nè, khi mà cuộc sống này nó giống như là quá khó khăn đi, mà mình làm nhiều hơn người ta nữa mà thấy không có được cái gì mà lại còn gặp một cái sự việc như vậy á, rồi có khi nào anh than trách sao mà số mình nó long đong lận đận lao đao quá không? Có chứ, mà vậy mà không đủ tiền xài đồ này kia thì mình cũng buồn lắm. Tiền đó hay không gì người ta tiền nhóc mà mình màng giữa thì mình đâu có phân bì được như người ta. Tại cái số mạng mình không biết làm sao chứ bây giờ mình phải chịu thôi. Tại cái số mình nó vậy rồi mình chịu hả? Nó vậy rồi nó vậy rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ cho em hỏi thăm coi là trong nhà cũng như là hai vợ chồng còn ngàn nào không? Còn ngàn nữa. Không còn 1.000 muốn đá luôn hả? Dạ. Thiệt không chị? Thiệt chứ trời, hỏi chồng hỏi chú. Không lẽ có 1.000 mà cũng còn luôn? Tôi nói chú là hỏi tin không tin, hỏi hết trơn nguyên cái khu vực này, hết trơn trong ngoài chú hỏi, nhưng mà tôi có nói gian dối, không bao giờ nói gian dối. Ừ. Là có làm sao nói vậy thôi. Rồi thí dụ như rồi nửa đêm rồi ốm đau rồi sao? Thì cũng đáng chịu chứ sao? Chịu đâu. Là bình thường là vậy không đó hả? Dạ. Đó chú cho đi đâu có mình ta có ruộng có đất ta bán trái cây cái này kia có tiền hàng ngày. Ừ. Còn mình đi mò ốc không mà. Chứ mùa bữa nay trên mơi mới có bán. Mùa bữa nay mơi mới có bán? Dạ. Sáng 5 giờ sáng rồi tôi chạy xe đạp đó, mua xe đạp chưa trả tiền ta nữa đó, mua chịu á. Ừ. Đâu có chạy xe đông đa được. Đó mua chịu ta rồi đặng là đạp đi bán ốc. Trời chứ đâu có đi bộ nổi, cái chỗ thế nào giờ này lộ bộ đâu lộ nổi. Ừ. Rồi đạp xe đạp đi bán. Rồi bây giờ ước mơ lớn nhất của hai vợ chồng là chỉ cầu mong sao cho được Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho chữa chân của chồng lại. Cho chân với chồng đủ cho mà cho mổ giò có chồng sắp lại cho ông đi mà bình thường lại là tôi mừng rồi. Chứ không có cần nhiều không tiền cần dư giả gì hết. Dạ. Chỉ cần có được cái chân để đi kiếm tiền tự đi kiếm mà. Dạ. Đủ hai vợ chồng ông đi mà đủ hai. Ví dụ như mình hữu duyên mình được Quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị Bồ Tát đó hỗ trợ giúp đỡ đó. Dạ. Rồi người ta giúp cho mình có sức khỏe rồi sau này mình trả ơn người ta sao đây? Không biết mình có nghèo khổ, không biết mình thành ơn gì, cũng lấy lời trong ngoài trong nước ngoài nước cảm ơn nhiều nhất
hậu tạ chứ tôi giờ tôi nghèo khổ tôi không có gì vậy. Cái gì mà đền ơn cho mấy cô mấy chú à mấy bác. Nhưng mà theo như chị với anh nè, là dự định là nếu mà người ta giúp đỡ cho mình á, rồi mình có lại sức khỏe nè, rồi theo như anh đi, anh dự định là làm gì để trả ơn cho người ta? Giờ nếu mà mạnh khỏe là được cái giò là mạnh khỏe gì cũng cảm ơn gì trên nước ngoài nước rồi. Có gì nó thực tế hơn cảm ơn không? Bác đồ này kia gì sao này mình học tạ sao chứ? Sao tạ lại hả? Nó thực tế chút xíu được không? Bây giờ mình cũng chưa cái làm cái gì được hết trơn. Thí dụ như anh có lại sức khỏe nè, bà con cũng như là mình hữu duyên á, mình được giúp đỡ á, mà có lại sức khỏe nè, cái anh làm anh phải thời anh có tiền nè, cái phải thời cái lên luôn vậy đó, cái anh có tiền nhiều rồi anh làm gì để trả ơn? Đó rồi đi kiếm mấy người đó mình trả ơn hậu tạ được chứ. Nói chơi thôi. Rồi vậy mình mừng. Ừ. Nào rồi mình cũng đi tìm mấy người đó xem. Ừ, nói em giống như là em trò chuyện vui vậy thôi. Chứ thật sự nếu mà anh có hữu duyên với Quý Mạnh Thường Quân á, mà Quý Mạnh Thường Quân mà có hỗ trợ cho anh giống như là có lại cái sức khỏe để đi làm, để giống như là hai vợ chồng á vượt qua được cái khó khăn này á, thì Quý Mạnh Thường Quân cũng không mong gì nhiều đâu, chỉ mong rằng anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho cuộc sống sau này thôi, chứ Quý Mạnh Thường Quân cũng không có mong muốn trả ơn là tại em vẫn chơi với anh vậy đó. Giúp đỡ được chị cảm ơn nhiều dữ lắm. Ừ. Em thì cũng nguyện cầu mong sao á cho hoàn cảnh của anh với chị nè. Thật sự mà nói á, thì em biết được á, là ngay trong lúc này á là trong nhà không còn một hộp gạo luôn. Yeah. Mà hai vợ chồng á thì ngày nào cũng phải cần dùng đến thuốc thang chạy chữa. Nếu mà không có thì coi như là giấc ngủ không được. Nhất. Ừ. Thì mà không còn một ngàn nào luôn. Thì thật sự là em thấy được là hai vợ chồng là cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên ngày hôm nay mấy anh em mới tìm đến đây để xem và kiếm cái cách gì đó để hỗ trợ giúp đỡ cho anh với chị. Thì cũng hy vọng rằng anh với chị sẽ hữu duyên gặp được quý vị Bồ Tát, chư vị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh với chị để mà có là cái sức khỏe mà còn bước tiếp cái con đường sau này nữa. Nó rất là dài. Tôi nói thiệt, cái chú hôm tôi nói nhất nó nói thế này, nó nói với ông không biết có bị bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi gì không vậy, nó nói thế này quá trời. Ừ. Nó nói ha, rồi tôi ngủ đêm mà để chạy dầu nóng này ha, nhất cái giờ nè, rồi phải bóp hồi mới ngủ được. Nó nóng mới nó bớt nhất ngủ được, cái nào mà hết nóng rồi là nó nhất lại là ngồi bóp nữa. Thì ngày hôm nay á, em ghé thăm anh chị á, thì cũng có một phần duyên của anh Sun Seven gửi đến anh với chị á, là 500.000. Thì hy vọng rằng á, với cái số tiền này á, anh với chị có thể dùng để mà mua gạo, cũng như là chừa lại một ít mà mình có cần á, thì mình mua cái gì mình mua. Ha. Đây em xin gửi ha. Dạ, cái này phần duyên này là của anh Xuân Seven. Dạ, để cảm ơn anh cho chú Xuân Trung Bình đó. Ở ngoài nước mà giờ không biết, cảm ơn nhiều chú nha. Tôi xin hậu tạ, không biết sao mà hậu tạ được. Dạ. À, xa thì, quá à, rồi. Nói chung là bây giờ nhà mình hết gạo rồi. Hết gạo rồi. Rồi nửa đêm thì đau ốm nữa. Dạ. Thôi thì cứ mua gạo với mua cái thuốc thang mà cần dùng đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi nếu mà mình hữu duyên thì mình nhận được thêm sự giúp đỡ của bà con nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah, rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, thưa quý vị, dạ, thưa quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân, đặc biệt nhất là anh Sun Steven, trong ngày hôm nay đã gửi đến cho gia đình là 500.000 để có thể kịp thời mua gạo cũng như là mua một ít thực phẩm để dùng qua những cái ngày tháng khó khăn. Một lần nữa cho Ngôn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân ở một video kế tiếp ạ. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại.